Xin chào các bạn. Các bạn thấy ở đằng sau lưng mình đẹp không? Đó, đây là cái chỗ của mình đang nghỉ hè nè. Thì hôm nay bớt gió rồi các bạn. Mấy hôm trước gió dữ quá, cho nên là mình không có làm cái gì ở đây hết. Thì hôm nay bớt gió rồi, cho nên là mình sẽ chuẩn bị để mấy cái đồ ra để ở ngoài, để cho tiện để sử dụng. Hôm nay trời nóng lắm, bây giờ mình sẽ ăn dưa lưới. Các bạn nhìn thấy nè, dưa ở đây thì ở miền Nam này dưa này rất là rẻ luôn các bạn, mà ngọt nữa. Còn đây là xoài, thơm lắm các bạn ơi. Cái này mình đem từ ở phía Bắc xuống nè, mấy ngày nay không có rảnh đây ăn, ngon lắm. Xoài này là đến từ Brazil. Thì ở đây nhiệt độ bắt đầu nóng rồi các bạn ơi. Nhiệt độ ở đây giờ này chắc khoảng 26 độ C. Rất là ấm áp. Ở miền Bắc thì ít có khi nào mà trời nóng như vậy lắm. Thì mùa hè thì cũng có, nhưng mà thời gian nóng rất là ít. Các bạn nhìn nè, ngon chưa? Thơm cực kỳ luôn. Ở đây gọi là mơ lung, thì ở Việt Nam mình gọi là dưa lưới. Nó ngọt lắm các bạn, vừa thơm và vừa ngọt. Thì một trái này mình mua là 2,50 euro. Nếu mà tính ra tiền Việt thì chắc khoảng 60.000. 60.000 cho một trái như thế này. Thì cũng tùy chỗ, nhiều nơi nó cũng bán có khoảng 1,50 euro thôi. Nhưng mà tại vì mình mua cái này là mình mua ở trong khu vực này. Ở có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở trong cái chỗ cắm trại này nè. Ở đây thì bán rất là đắt. Thì nếu mà muốn mua rẻ thì phải đi đến những cái siêu thị lớn hơn một chút ở gần đây. Thì mình chưa có thời gian để đi chợ các bạn ơi, cho nên là mình mua ở trong một cái tiệm nhỏ ở chỗ mình ở thôi. Còn đây là xoài nè các bạn. Xoài này ngon lắm, nó ngọt cực kỳ. Nhưng mà thường con gái mình thì nó thích ăn hơi chua chua. Thì cho nó thì mình hay cắt khi mà còn hơi cứng cứng một chút xíu. Nhưng mà mấy ngày nay là do chạy xe, và khi tới đây là phải chuẩn bị đủ thứ, cho nên là không có thời gian ăn, cho nên nó chín nhanh lắm. Ở đây nhiệt độ cao nóng, cho nên là trái cây hoặc là rau củ quả rồi nó cũng rất là mau hư. Cho nên là mỗi khi mua là mua ít thôi, mua vừa đủ ăn thôi, chứ không được mua nhiều. Tại vì mua nhiều là nó mau hư lắm, hư là phải bỏ. Nghe chưa? Xoài, mà mọi người ăn xoài ha. Ở đây trời nóng lắm, cho nên là ăn trái cây các bạn ơi. Chứ ăn cơm thì hơi khó ăn một chút, tại trời nóng lắm. Thì mình sẽ ăn với một chút xíu bánh mì, với jambon. Thường thì ăn với cái dưa lưới này nè, mình sẽ ăn với dưa gọi là jambon cru, gọi là thịt xông khói đó các bạn. Không phải thịt xông khói mà là thịt người ta với một cái đùi heo to thì to, người ta sẽ ướp muối và người ta sẽ để cho nó khô từ từ đó, thịt khô như thế. Rồi chừng khoảng 1 năm 2 tháng hoặc là 1 năm 18 tháng đó, không phải 18 tháng hoặc là 12 tháng đó, người ta sẽ đem bán. Là khi mình ăn đó, mình sẽ cắt thiệt là mỏng, tại vì nó mặn lắm, mình phải cắt thiệt là mỏng và ăn chung với cái dưa lưới này rất là ngon. Thì mấy ngày nay mình chưa có đi chợ, cho nên là cái đó thì nó hết rồi, cho nên là mình sẽ ăn với một loại xúc xích. Xúc xích này gọi là kokiju, xúc xích cay, và một chút xíu loại xăm bông khác nữa. Đó, xăm bông này thì bình thường thôi, cũng giống như xăm bông bên mình, chả bên mình đó các bạn, giống như là chả bên mình. Đó, mình sẽ ăn với một chút fromage. Cái này fromage của con dê,
Phô mai này ngon lắm các bạn. Nếu các bạn không chịu được cái mùi phô mai thì cái này hơi khó ăn một chút. Nhưng mà khi bạn nào biết ăn phô mai rồi á thì cái này rất là ngon. Các bạn có thể ăn lạnh nè, hoặc là các bạn có thể nướng với pizza, hoặc là nướng lên rồi các bạn để vô trong salad ăn rất là ngon. Đó. Bữa trưa của mình đơn giản vậy thôi, không có gì nhiều. Thì để mình ăn xong mình sẽ quay sơ cái chỗ của mình ở đây cho các bạn xem. Rất là thú vị và vui vẻ ở đây. Thì bây giờ mời mọi người ăn trái cây với mình ha. Còn mình cũng sẽ ăn với một loại nữa là fromage, gọi là Caprice de Dieu. Thì cái này là một loại fromage đơn giản thôi các bạn, là fromage của thịt của bò, sữa bò bình thường thôi. Thì nó cũng giống như Camembert gì đó. Nhưng mà cái này mình cũng rất là thích, tại vì mùi vị của nó không có mạnh lắm và ăn rất là ngon. Khi mà các bạn ăn một miếng rồi thì chắc phải ăn miếng thứ hai. Mời mọi người ăn dưa lưới nha. Ngon cực kỳ luôn các bạn ơi, rất là ngọt, ngon ơi là ngọt luôn. Đây là đằng sau lưng của mình nè, ở chỗ của mình ở thì nhìn xuống bãi biển như thế này nè các bạn. Và đây là cái chiếc Kambinka của người hàng xóm. Đó, ở phía sau là có một số cái liều. Nói chung là cái Kambin này rất là rộng và có khoảng, mình không nhớ là bao nhiêu chỗ, nhưng mà khoảng 150 chỗ cho người ta thuê ở đây nè. Đó, đây là cái chỗ của mình nè. Thì nó, cái xe của mình nó có cái mái che ở phía trên đó các bạn, có cái bục vuông vuông đó. Để mình chỉ cái tay cho các bạn xem. Đây, cái chỗ cái bục vuông vuông nè. Đó, chỗ đó là cái mái che đó, mình có thể che ra rất là xa luôn. Che cái bàn của mình cho nó mát. Mà tại vì hồi sáng tới giờ đi vòng vòng cho nên mình không cần, nên mình không có kéo nó ra. Và ở đây là ở gọi là trước ngưỡng gió đó, cho nên gió rất là mạnh. Khi nào mình xài thì mình kéo ra rất là dễ, nhưng mà khi nào mình không xài thì mình cuộn nó lại rất là nhanh. Tại vì gió mà mạnh quá thì nó sẽ làm hư cái đó, và cái đó nếu mà thay cái khác thì mất công dữ lắm và rất là đắt tiền. Ở bên kia là túp lều của người hàng xóm đó. Thì ở phía kia là bãi biển đó. Nói chung là chỗ này mình ở sát mé biển luôn các bạn. Mình chỉ cần đi vài bước thôi là xuống tới mé biển, rất là đẹp luôn. Và đây là cái võng. Cái võng này là chị gái mình mua nè, đem từ Việt Nam qua mấy năm rồi, bây giờ đem ra xài rất là thích hợp ở đây. Buổi trưa mà nằm ở đây chơi là rất là thích thú luôn đó. Còn đây là cái chỗ mình nấu ăn nè. Đó, mình đã chuẩn bị một số đồ ở đây. Đó, cái này là cái bàn để mình cắt hành tỏi rau củ quả nè. Ở đằng sau là một cái bình nước. Đó, cái bình nước mình ở đây trời nóng lắm, cho nên là nước mình phải đi lấy hàng ngày. Mỗi ngày mình đi lấy một bình như thế đó. Chứ nếu mà lấy nhiều quá đó, cái nước nó ngả thành màu vàng, cho nên là mình cũng sợ lắm, không có dám uống. Đó. Còn đây là cái tủ lạnh nè, cái tủ lạnh nè. Mình có hai cái tủ lạnh, một cái tủ lạnh ở trong xe và một cái tủ lạnh ở đây. Tại vì ở đây trời nóng lắm các bạn, cho nên là tất cả các loại nước mình đều để ở trong tủ lạnh hết. Còn đây là cái chỗ này là mình để cái bếp lên nè, để mình nấu nướng. Còn ở phía dưới là
cái tủ dụng cụ mình để đủ thứ đồ trong này hết. Nói đủ thứ đồ thì không có, không phải là đủ thứ đồ mà là những thứ cần thiết để giả sử như dĩa nè, dĩa, các loại dĩa, ly nhựa, đây là ly nhựa nè, máy làm cà phê, ly cà phê, nó ngã nghiêng tùm lum hết đó, ly cà phê, đường, cà phê, giấy sử dụng, muỗng nĩa đó, mình để như thế này, mình để lộn xộn như trong này hết, muỗng nĩa, dao, đủ thứ, thớt đó. Còn đây là cái thau, cái thau này rất là tiện lợi các bạn để đi vacancy, đi nghỉ hè, khi mà mình mở nó lên thì phải làm như thế nào đây phải sử dụng cái chân, tại vì có một tay quay à đó. Cái thau này khi mở lên nó như thế này, khi mình không cần nữa thì mình xếp nó lại, xếp nó lại đó. Nhỏ xíu thôi, chỉ có mấy phân. Đây đây là cái bình nấu nấu nước, cái chảo, cái bếp, khi nào mình xài thì mình để lên trên đó. Gia vị, muối, tiêu, đường, bột ngọt, không có bột ngọt, mình không có xài bột ngọt các bạn ơi. Muối, tiêu, đường, dầu ăn, giấm, ôi nói chung là đủ thứ đó, mình để vào đây. Đây là cái tủ dụng cụ cho hàng ngày. Còn đồ hộp này, rau củ quả thì mình để ở trong xe, tại vì ở chỗ đó nó mát hơn ở đây, ở đây nó nóng hơn cho nên nó mau hư đó. Đó, nói chung là cái chỗ này mình sẽ ở đây vài tuần đó. Các bạn thấy ở nhà có nhà có cửa mà không ở đi ngủ bụi nè. Có ai thích ngủ bụi giống mình không? Các bạn thấy không? Thấy thú vị không? Cái nơi của mình ở đây rất là thích thú luôn. Rất là mát mẻ. Ở đây rất là mát. Gió biển nữa các bạn. Gió biển rất là mát luôn. Thì ban đêm ở đây thì nó xuống còn khoảng 21 độ. Thì nếu mà da nhạy cảm thì cũng cần phải có một chút áo khoác bên ngoài, chứ nếu không là bị lạnh. Đó, tại vì sát biển mà. Đó, mình khoe các bạn một chút xíu về cái chỗ của mình ở đây trong vài tuần đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào.